gì anh? Chả được gì cả. Mày đi. Lại đi. Dù cho anh có cách xa như ngàn mây trôi, dù tình thôi ngăn lối chia đôi mình đơn côi, mình anh vẫn chờ, chờ mong hững hờ anh về lại bên em. Đâu rồi? Rồi, bắt đầu. Chậm thôi nha, chậm, dáng đẹp. Quay lại nào, lần nữa ở đây nào. Nào cười tươi, khép cái chân vào. Mẹ đi nhanh quá, nó mờ rồi. Hao, anh đứng một chỗ đi. Giả vờ tạo dáng đi. Mẹ giờ mới biết là làm quay phim khó phết. Đứa nào mà nó làm trò gì hài hài là rung hết cả máy. Nào đi chậm. Từ từ. Đúng rồi, ơi mở rồi. Quay lại nhá. Gần quá, phải đứng xa ra. Rồi, chỗ đấy đẹp. Đứng im, cười tươi. Từ từ lấy nét. Cười tươi lúc đấy. Đừng có quê quê kiểu vậy đi chứ. Cứ giả vờ là đang trượt đi thôi. Anh giả vờ, anh cứ đang trượt đi nhưng mà trượt chậm thôi. Đừng có nhìn nó máy. Nhìn buồn cười mãi. Anh nghĩ làm sao gì? Anh cứ như bình thường, anh đang trượt đi đây. Nhưng mà giả vờ chậm chậm thôi. Lại. Quay ra đây, quay ra đây, quay ra đây, quay ra đây. Rồi, chưa đây, giả vừa đang chưa đây. Mẹ lại còn ơ. Ngã vỡ mặt. Ngã sắp mặt lờ. Xong rồi, đi ra đây xem ảnh. Máy em là bắt nét chuẩn lắm rồi đấy. Người ta có cái gì? Hình như chụp được một cái đẹp. Phủ đi. Dê. Người ta có cái gì bảo đang phủ đi. Chào gì mần. Mình chưa đây. Mình chưa đây. Đây. Tao bảo mày không tạo dáng xấu vãi cứt nha. Thôi, thôi. Kết thúc. Kết thúc buổi chụp hình. Sao mày ngu thế? Hả? Sao cứ tự nhiên mày ngã đùng ấy? Tao chưa to không ngã ấy mày. Ngồi ăn vạ đây. Ui chưa tao bẩn thế nào mình rồi. Ngã nào mà đâu? Ba mẹ vào đấy. Nào, có đứng lên được không? Nãy giờ tao quay phim đấy. Mày có quả ngã rất hoành tráng. Ngã phát nữa là đẹp quá, có cái đẹp ấy. Nào, một vòng đua cuối cùng, tốc độ, tốc độ. Sau khi ngã gây sưng chậu. Cúi người xuống mẹ. Đi cứ nữa đằng sau ngã dập mông bây giờ. Bà ấy đã chuyển sang vòng này. Ôi bên này đẹp quá. Ánh sáng đẹp cực. Hết à, đi nhanh mà. Tùng ạ, à, bên này ánh sáng đẹp hơn. Sáng hơn thì đẹp hơn. Tốc độ. Bàn thờ. Vòng vòng nữa nào. Vòng vòng đấy đi chậm thôi nhá. Chậm. Rồi.
Ôi trời ơi, sao mình khổ đây cơ chứ. Nóng quá.